Để xác định các tính chất này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm trên chuột, một nhóm chuột bị phơi nhiễm với chất gây ung thư có chứa trong khói thuốc lá. Sau đó, chuột được điều trị bằng hợp chất resveratrol. Các thành viên tham gia thí nghiệm được chia thành 4 nhóm. Nhóm kiểm soát đầu tiên không được nhận cả chất gây ung thư lẫn chất resveratrol. Nhóm thứ hai được nhận cả hai thuốc này. Hai con chuột còn lại, mỗi con được nhận một chất kể trên. Các nhà khoa học lưu ý rằng, các nghiên cứu trước đây về chất resveratrol không chỉ ra hiệu quả của nó trong việc ngăn ngừa ung thư phổi. Điều này có thể giải thích bằng việc chất resveratrol được đưa vào cơ thể bằng cách uống. Vì thế mà chất này không kịp tới phổi. Khi đó họ quyết định tăng tốc việc cung cấp chất này bằng cách đưa qua mũi và thu được kết quả xác nhận giả thuyết về lợi ích của resveratrol. Kết quả thí nghiệm cho thấy, ở những con chuột nhận được điều trị, kích thước khối u giảm trung bình 45% so với chuột thuộc nhóm khác.